Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Di Khải kính chúc anh em buổi tối xem live dễ anh em ơi. Quá tuyệt vời anh em à. Và ngày hôm nay thì trận thống kim ngày hôm nay thì Khải được top 3 và cũng được một số anh em donate. Cảm ơn anh Đen Ngô, chả kèo em nhé, cảm ơn Đen Ngô nha. Rồi, của donate Khải anh em 100k. Và bây giờ thì trong trận đấu này thì Khải sẽ soi cho anh em xem đồ của chị Bích Phương. Đó, chị Bích Phương hiện tại đang cầm mạch của lão lương lão lương Nam Mi nha anh em. Và ngày hôm nay thì anh được nguyên sói này, như Khải thấy là anh được nguyên sói này. Và có cho mình 69k điểm, 204 mạng và 182 mùa đầu bình sơ, là tử vong 22 và liên chạm 23. Đó. Rồi, cho anh em xem sơ đồ của Nam Mi này và như thế nào và lên được top 2 tống kim. Đây anh em ạ, một sơ đồ quá tuyệt vời nha anh em. Đây anh em, đây một con Nam Mi đây anh em ạ. Đó, cho anh em xem đồ như thế này quá tuyệt vời luôn. Hiện tại đang sở hữu một set vinh diệu. Set này thì áo với giày là set này thì trung bình khoảng 20 triệu anh em. Set này trung bình hiện tại 20 triệu nha mọi người. Đó. 20 triệu set này, vinh diệu là chỉ cần cái áo với giày thôi thì có thể kết hết tất cả set đồ nha anh em. Đó, hai món này là đặc biệt kết hết set đồ này. Rồi, đang tiếp tục đó là một sở hữu như mình một nhẫn vô trần. Và tiếp tục đó là một nhẫn vô trần, hai nhẫn vô trần khăn lôi và chón nha anh em. Đó, quá tuyệt vời luôn. Hai nhẫn vô trần. Quá đẹp. Rồi, tiếp đó là một bao tay Nami Mắt Ộp 3 cấp. Phần thủ lý làm chậm. Một cái kiếm Mắt Ộp 3958 và 3 cấp chống phái. Đó. Một đai lưng vô gian Nami kiếm 2 cấp, chí mạng 3%. Và một cái nón vô ma phần thủ lý làm chậm và thời gian trúng độc. Và bằng sắc nội. Và một dây chuyền vô trần, kháng cả 23, phòng thủ 23, yếu vật phòng thủ 24 và kháng lôi 25 và mộng điệp 3 cấp. Trời ơi, với phi phong, mạch nạ phải rồi, anh được con nguyên sói này là có thêm mạch nạ nữa này mà. Và ngọc bòi đang kháng lôi 30, đấu đánh tông kim thì sức đồ này thì kháng lôi và những thứ này thì quá chuẩn này mà. Rồi, nói chung là quá đẹp này mà, sức đồ ngày mây này, ngày mây kiếm này nè, đánh quá cực kỳ chắc rồi nè. Hôm nay thì được top 3 đó nè, đó, quá đẹp không? Cái kiếm anh em nhìn đẹp không? Linh nhạc liền này mà, quá tuyệt vời này mà. Đó, thấy chưa? Hiện tại nhìn sơ qua thì nãy là cái set bình diệu 20 triệu nè anh em. Trung bình 20 triệu nha anh em. Vừa rồi thì đấu giá của set bình diệu là lên đến 24 triệu á. 24 triệu set bình diệu. Rồi cái kiếm này thì chắc hàng đẹp, hàng mát anh em à. Kiếm này Khải nghĩ hôm trước anh mở ra cũng khui ra cái kiếm này đỡ mà bán chắc phải tầm 20 đến 25 triệu cái kiếm này rồi. Kiếm này dạng tương đương mát ọp rồi anh em à. Rồi, gia chiên này chắc khoảng 1 triệu hơn, 2 triệu rồi đó. Bao tay này quá đẹp anh em à. Bao tay này nếu mà đỡ bán chắc phải hơn 3 triệu đến 4 triệu bao tay này mát ọp. Đại lưng này chắc khoảng 1,5 triệu. Hai cái nhẫn này cũng tiền này mà. Hai nhẫn này cũng tốt không nè. Hai nhẫn này trung bình chắc chiếc phải gần 2 triệu. Một chiếc phải gần 2 triệu. Nón này chỉ khoảng 1 triệu nha anh em. Đó. Ở người bông tiêu nữa này mà. Người bông tiêu cấp 4 người này thì khoảng dao động khoảng tầm 10 triệu. Nói chung là này thì đang có là một kỹ năng, hai kỹ năng. Và hai kỹ năng càng khôn cho người là bốn kỹ năng vốn có nha anh em. Bốn kỹ năng vốn có. Và những set đồ như thế này thì quá pin rồi. Chung là tổng set đồ này trên dưới chắc cũng gần 70-80 triệu đó anh em à. Không biết đâu nè, 70-80 triệu set đồ này nha anh em. Đặc biệt đó là set vinh diệu này, rồi đến cây vũ khí là hàng hiếm này nè. Không kiếm được ra đâu anh em ơi, mỗi tháng thì chỉ có một set thôi, hiếm lắm. Rồi cây kiếm này là cây kiếm nô 1 đầu tiên server luôn, không gì hơn luôn anh em. Quá đẹp luôn anh em ơi. Không có chị là em top 2 rồi, đúng rồi, không có em này, không có chị là em top 2 rồi. Hôm nay em chém cũng khá là khác. Ôi, pha của cuối khả năng top 4 mà Khải chém phát một vượt bậc là liên chạm lên đến 44, vượt top 3 luôn nè. Và được donate của anh Đen Ngô luôn anh mọi người. Ok, cảm ơn anh em vừa donate Khải nha. Donate top 5 tống kim. Ok, Đỗ Hồng Duy, cảm ơn Đỗ Hồng Duy nhiều nha. Anh em à. Và nói chung thì con ngựa này trên dưới 10 triệu, nói chung set đồ này trung bình phải ít nhất phải 7-80 triệu nè. Mà đỡ bây giờ anh em nhiều anh em bảo mua ạ. Nhưng mà chắc chắn ảnh không bán đâu mọi người. Ảnh còn một cái ngọc bội top 236 hoặc 39 gì đó nữa. Là đạt móc nội công 126 luôn. Rồi, cây kiếm này thì đạt 126 rồi nha mọi người. Kiếm này thì đạt 126 rồi. Và cây ngọc bội, anh có một cái ngọc bội hồng kim môn phái. Tốc độ đánh nội công 3 cấp nữa. Nhưng mà anh bỏ ăn rương rồi. Ngọc bội đó chắc ít nhất phải tầm 5-10 triệu nữa nè. Nói chung là set đồ này quá đẹp. Rồi anh em xem video của Lão Quân Lương em ơi. Thì đừng quên đỡ lại cho chị Bích Phương. Cũng như là Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Quá đẹp anh em ơi.